Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn tham quan farm dưa lưới thứ 3 của Hợp tác xã Công nghệ cao Nông Thỉnh, là set up dự án từ thiết kế nhà màng, nhà kính cho đến là bàn giao công nghệ sản xuất trồng dưa lưới. Xin mời tất cả các bạn cùng tham quan. Đây cũng là một trong những farm mà được với mình thiết kế. Ở đây là có địa chỉ tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Đây, mời các bạn tham quan hệ thống nhà kính ở bên mình. Đây, đây là một set, hệ thống tưới. Đây là nhà màng mà lúc bắt đầu sản xuất là như thế này các bạn nhé, rất là đẹp. Thấy nhà này tổng diện tích bao nhiêu thầy? Thầy, em hỏi nhà này tổng diện tích bao nhiêu? Nhà này là 1.200 m², tổng 1.200 m². Đây là nhà thiết kế theo gọi là nhà tiêu chuẩn đấy. Là tiêu chuẩn là nhà mà kinh tế đó, và nhà rẻ một đấy là nhà sản xuất tiêu chuẩn lắp ghép rồi, thiết kế nhà mô hình lắp ghép và mái vuông và đảm bảo các cái tiêu chuẩn, thì đủ các cái tiêu chuẩn để sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Từ hệ thống mang cho đến hệ thống lưới chắn bổ sung, cho đến hệ thống bạt phủ, hệ thống thấu dưa và rất là sạch. Tuy cái nhà này chỉ so với hệ thống nhà tiêu chuẩn thiếu hơn một chút, đó là trên hệ thống lưới cắt nắng, nhưng mà do cái đặc tính chủ yếu là trong dưa lưới cho nên là cũng không sử dụng được cái hệ thống lưới cắt nắng ở phía trên trần thôi. Mình cần nhiều ánh sáng đúng không? Một các cái tiêu chuẩn cho sản xuất dưa lưới. Đấy không phải là mô hình nhà sản xuất giá rẻ, cũng phải là nhà sản xuất đang kinh tế thông thường mà sản xuất tiêu chuẩn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho dưa lưới. Đấy. Còn đấy là mô hình dưa đã trồng được 5 ngày theo phương pháp đúc trực tiếp. Đúc trực tiếp luôn hả thầy? Trực tiếp hạt vào giả thể. Ồ, không ươm giả thể à? Không có ươm, giàng khái này. Giàng khái này là chỉ ươm. Cái này là chỉ ướm chỉ để dự phòng thôi. Và khi đúc trực tiếp thì nó có một cái tác dụng rất là đặc biệt, đó là cái cây đúc trực tiếp thì nó sẽ lớn nhanh hơn, bộ rễ sẽ ổn định sớm hơn, khỏe hơn, và thời gian sinh trưởng nó sẽ ngắn hơn, từ 7 ngày đến 10 ngày so với khi ướm. Vì ta ướm là phải mất 14 đến 15 ngày khi cây ra lá thật bắt đầu mới được đưa vào trong lúc này. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy cây chỉ mới đúc khoảng 5 ngày thì bắt đầu đã có muộn ra lá thật thôi, và sự ổn định. Để ta so sánh một cái khay ươm thì cây khỏe trong cái khay nó lên như này so với cây đúc trực tiếp cùng một ngày. Đấy này, như cái tạc ở đây em này, sáng hôm nay có cái tạc ở đây này. Đây này. Đây này. Anh nhổ ra đây. Đấy là cái tạc này. Đây này. Tạc ở đây này, cái cắm cắm đó. Cắm cắm luôn. Cắm cắm nó anh đưa một bông ra. Mời các bạn review nhá. Đây là hệ thống tưới các bạn nhá. Các bạn để ý là ở các dự án bên mình ấy thì đều có hệ thống tưới đều giống như nhau. Tại vì bên mình xét theo một quy chuẩn là đây là bơm nước vào đây, sau đó được tưới thông qua hệ thống. Toàn bộ phân và chất dinh dưỡng đều mình bón vào trong thùng này và cung cấp qua hệ thống tưới này. Ra ngoài này. Và nhà màng được thiết kế vững chắc, có thể chịu được cấp báo giật cấp 13 các bạn nhé, không bị gì hết nhé. Nhà màng lắp ghép. Còn ở đây là bạt trại, dưới đây là bạt trại nền, và đây là giá thể. Giá thể là hệ thống nước sẽ được cấp qua đây, cái vòi tưới từ bên trong kia sẽ cung cấp theo hệ thống tưới ra ngoài này, và chất dinh dưỡng nó sẽ đi theo cái kim này. Cái kim này các bạn thấy là nó sẽ nhỏ giọt, và mình sẽ tiết kiệm được nước, tiết kiệm được nhiều yếu tố. Và các bạn thấy đây là nó ướt ở đây, là hệ thống tưới được tưới qua đây để cung cấp cho dưa phát triển. Thì dưa này là trồng trên mặt đất được cái ngói, sau đó trồng trên giá thể, và giá thể này là sơ dừa.
Và chất dinh dưỡng thì thông qua đây, và nó sẽ ăn ở đây, dứa sẽ phát triển lên. Thì bên mình là chuyên xét các dự án nhà màng như thế này, và bàn giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ sản xuất trồng dưa. Thì bên mình có đội ngũ xét, đội ngũ kỹ thuật xét nhà màng, và có kỹ sư sản xuất. Nên là bên mình là một hợp tác xã hội tụ nhiều tố. Thì các bạn có thể yêu sản xuất công nghệ thì có thể là bình luận hoặc là kết nối với bên mình, để bên mình sẽ hợp tác để cung ứng cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số video sau nhé. Đấy, review cho tất cả các bạn xem một chút mô hình sản xuất công nghệ cao. Đấy, đây là nhà thứ ba mà bên mình xét các bạn nhé.